Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base eHiring. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác phỏng vấn và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn. Video này sẽ chia thành hai nội dung: thao tác trên web và thao tác trên app. Để có thể cùng nhau tìm hiểu thao tác, chúng ta hãy cùng truy cập vào phần mềm. Trước khi mà chúng ta có thể đánh giá và phỏng vấn được một bạn ứng viên thì chúng ta cần phải mời bạn ấy tham gia phỏng vấn. Giả sử ở đây tôi có bạn Nguyễn Thị Mỹ Trinh, tôi sẽ đưa bạn ấy vào phần interview. Thì hệ thống sẽ pop up lên một cái email mà tôi đã cài đặt từ trước. Giả sử tôi sẽ cài đặt là buổi phỏng vấn diễn ra vào hôm nay và thời gian phỏng vấn là giả sử như 16 giờ ngày hôm nay. Thời lượng là 30 phút. Thành viên tham gia là có tôi. Mục đích thành viên tham gia ở đây là nó sẽ nhắc nhở những thành viên này cần phải tham gia cái buổi phỏng vấn ngày hôm đấy. Và sau đó tôi thêm một buổi phỏng vấn mới. Khi mà tôi thêm phỏng vấn như thế này thì sẽ có hai đối tượng chính sẽ nhận được thông báo. Thứ nhất là bạn ứng viên sẽ nhận được email về việc là mời tham gia phỏng vấn. Và thứ hai là cái người tham gia phỏng vấn sẽ nhận được nhắc nhở trên phần mềm. Họ click vào đây, họ sẽ thấy là có một cái bạn ứng viên là Nguyễn Thị Mỹ Trinh, bạn sẽ cần phỏng vấn trong thời gian tới. Và khi người ta click vào cái nhắc nhở này thì hệ thống sẽ đưa đến trực tiếp cái bạn ứng viên ở đây. Trên đây là giao diện làm việc của một người thực hiện cái quá trình phỏng vấn. Giả sử như nếu cuộc phỏng vấn đã bắt đầu thì chúng ta chọn vào bắt đầu ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới đây. Giao diện đầu tiên đó là các câu hỏi phỏng vấn mà cái người chuyên viên tuyển dụng họ đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Đây, bộ câu hỏi phỏng vấn thường có. Thử thuyết phục tôi sử dụng sản phẩm đó của bạn xem sao. Đây là một câu hỏi phỏng vấn mà cái người TA đã chuẩn bị từ trước. Tiếp theo là nếu mà chúng ta muốn xem CV của ứng viên thì chúng ta xem trực tiếp ở đây luôn. Đây, đây là thông tin CV của bạn ứng viên. Nếu mà cái người thực hiện cuộc phỏng vấn này là cái người chuyên viên tuyển dụng, họ có ghi chú những cái dòng ghi chú riêng cho chúng ta thì chúng ta cũng sẽ thấy được các ghi chú đấy ở đây. Và nếu mà trong cuộc phỏng vấn này chúng ta có những phần trao đổi về ứng viên sau cuộc phỏng vấn thì chúng ta có thể nhập email ở đây hoặc là có thể chọn mẫu email có sẵn. Và khi bạn ấy về rồi thì chúng ta có thể gửi email cho bạn ấy. Thì đây là cái thông tin email về cuộc phỏng vấn diễn ra. Đây là thanh menu ở giữa. Tiếp theo là bên tay phải. Bên tay phải là giả sử trong quá trình mà chúng ta trao đổi, thảo luận với bạn ứng viên này và chúng ta thấy là bạn này không đạt được yêu cầu, chúng ta có thể disqualify ngay lập tức thì bạn ấy sẽ bị từ chối. Hoặc nếu chúng ta chỉ đưa ra ý kiến đánh giá của cá nhân mình thôi thì chúng ta sẽ đánh giá ở phần nhận xét. Phần nhận xét này sẽ bao gồm nhận xét chung cho mọi người cùng thấy, bao gồm TA và các trưởng bộ phận khác, hoặc là nhận xét mà chỉ một mình chúng ta ghi chú ở trên phần mềm lưu trữ thôi thì chúng ta sẽ viết vào phần ghi chú riêng của chúng ta. Phần quan trọng nhất ở đây là competency, là tất cả các tiêu chí đánh giá. Giả sử như sau khi phỏng vấn xong, anh chị thấy bạn này có tư duy tập trung và kết quả tốt thì chúng ta đánh giá 4 sao. Có thể comment vào đây một số cái thông tin mà chúng ta lưu ý tỉ mỉ cẩn thận. Giả sử bạn này chỉ có 3 thôi, khách hàng ở trung tâm là 5, bền bỉ kiên trì là 5, trình độ ngoại ngữ chỉ có 2 thôi, hiểu biết lĩnh vực kinh doanh là 4 chẳng hạn. Đó, chúng ta có rất nhiều tiêu chí để đánh giá. Có nghĩa là trong quá trình mà chúng ta vừa trao đổi với bạn ứng viên ở trước mặt chúng ta cũng có thể đánh giá những tiêu chí mà chúng ta đã cài đặt từ trước ở đây. Và sau đó chúng ta submit cái kết quả này lên. Thì khi mà chúng ta đánh giá xong thì bạn ứng viên ấy sẽ hiển thị ra một cái sơ đồ như sau. Đây là một sơ đồ biểu đồ đánh giá sau khi mà chúng ta đã đánh giá xong rồi. Nếu mà trong cuộc phỏng vấn này có nhiều người tham gia thì cái biểu đồ đánh giá này sẽ được tính bằng trung bình cộng của những thành viên tham gia đánh giá. Và bạn ứng viên đó, đây, tất cả những đánh giá chúng ta hiển thị ở đây. Giả sử như trưởng phòng Nguyễn Văn Nam đánh giá bạn này là 3,9 điểm, trưởng phòng Mỹ Trinh đánh giá bạn này là 3,4 điểm, thì khi kéo lên trên đây, điểm trung bình của bạn ấy sẽ là 3,7 trên 5. Rồi, và sau khi mà chúng ta submit cái kết quả này rồi, nếu mà chúng ta muốn recommend cái bạn ứng viên này cho bộ phận TA thì chúng ta có thể chọn yes, recommend bạn này. Thì cái người thực hiện quản lý cái bạn ứng viên này cũng sẽ nhận được thông báo. Và thế là chúng ta đã kết thúc cái quá trình thực hiện phỏng vấn với một bạn ứng viên ở trên phần mềm. Tiếp theo đây, tôi sẽ mô tả về cách mà chúng ta sẽ thực hiện phỏng vấn với một bạn ứng viên trên app điện thoại.
đầu tiên để có thể thực hiện cái quá trình phỏng vấn và thao tác trên điện thoại thì anh chị sẽ tải giúp tôi một ứng dụng có tên là Base Interview. Anh chị sẽ mở ứng dụng đấy lên. Trên đây giao diện màn hình chỉ có 3 thứ đơn giản thôi, là những cái interview hôm nay, những interview sắp diễn ra và những interview đã diễn ra. Giả sử hôm nay bạn có phỏng vấn một bạn ứng viên có tên là Nguyễn Thị Mỹ Trinh thì anh chị chỉ cần click vào bạn Trinh này. Đây là giao diện mà chúng ta sẽ phỏng vấn và đánh giá một bạn ứng viên. Đây. Đầu tiên thì có thể anh chị sẽ cần phải theo dõi các câu hỏi thường gặp. Đây, chúng ta có thể tham khảo các câu hỏi mà bộ phận TA đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Chúng ta có thể theo dõi các hồ sơ của ứng viên trực tiếp tại đây. Và chúng ta quay trở lại phần ứng viên. Giao diện của ứng viên thì ở đây chúng ta có cài đặt một cái yếu tố yêu cầu bắt buộc, đó là tốt nghiệp đại học. Nếu mà giả sử trong cuộc phỏng vấn và bạn ấy không đạt được yêu cầu, chúng ta có thể click vào đây, không đạt tiêu chuẩn và loại bạn ấy ngay lập tức. Hoặc chúng ta có thể sau khi trao đổi xong với bạn ứng viên, chúng ta có thể kéo xuống phía dưới và chọn đánh giá. Nếu chúng ta đề cử, chúng ta chọn vào nút này, nhập thông tin về việc đánh giá ứng viên này và sau đó chúng ta tích điểm cho bạn ấy. Đây là thao tác của người thực hiện phỏng vấn. Và chúng ta lưu lại cái đánh giá vừa rồi, lưu lại thành công. Thì ở trên đây màn hình anh chị có thể thấy là đây là Mỹ Trinh, là một người thực hiện phỏng vấn cùng với chúng ta trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và đây là kết quả đánh giá của chúng ta. Đây, ông Nam này là trưởng phòng và ông đây đánh giá cho bạn ứng viên này là 4 điểm. Thì nó sẽ hiển thị cái thông tin ở đây. Thì thao tác trên app chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong quá trình phỏng vấn, nếu như anh chị có thắc mắc hoặc là cần phải trao đổi với TA thì anh chị có thể nhắn tin và trao đổi trực tiếp với bạn TA đấy trên phần mềm. Và một lưu ý đó là anh chị cần tải một app có tên là Base.vn để có thể sử dụng được app Base Interview này. Mong rằng là các cái phần thao tác vừa rồi có thể hướng dẫn và giúp anh chị có thể thực hiện cũng như là sử dụng được hệ thống e-hiring cho việc đánh giá và tuyển dụng hiệu quả. Chúc anh chị có thể thao tác thành công. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Có thắc mắc nào đó trong quá trình sử dụng thì anh chị có thể đặt câu hỏi với đội hỗ trợ của Base qua cửa sổ chat trực tuyến ở dưới đây. Chúc anh chị có một ngày tốt lành. Vậy là vừa rồi anh chị và các bạn đã được tìm hiểu về thao tác phỏng vấn và đánh giá ứng viên trên app điện thoại và trên web. Để có thể nắm rõ phần mềm hơn, anh chị có thể giải đáp một vài câu hỏi có ở dưới video này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.